Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương, thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, vậy là MC Tâm Hang đã đồng hành cùng với quý vị qua 3 tập đầu tiên của bộ truyện Người tình lãng quên. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ là người đồng hành và sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Tôi Quỳnh rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả quý khán thính giả thân thương. thương. Ngay bây giờ, không để cho quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Tú Quỳnh để lắng nghe nội dung của tập 4 ngày hôm nay nhé. Buổi tiệc rượu diễn ra ngay sau chương trình diễn Trương Đạo vừa nói chuyện với khách hàng, vừa đảo mắt tìm kiếm ngôi sao của buổi tối hôm nay. Khách hàng vô cùng hài lòng về những mẫu thiết kế của Mỹ Vân. Ông ấy còn đặc biệt muốn gặp riêng để nói chuyện cùng với cô. Trương Đạo đang tìm kiếm không ra nhà thiết kế chính, thì vừa lo vừa bực. Anh nhìn qua Minh Luân, ngầm biểu thị anh hãy đi kiểm tra xem cô Mỹ Vân đang ở đâu bình luận cũng vô cùng nhanh ý anh gật đầu một cái rồi đi ngay trong lúc đó trương đạo chữa cháy bằng cách bẻ lái câu chuyện đi hướng khác trong khi anh đang cố gắng trì hoãn thì ông mark del lên à cô ấy kia rồi nhà thiết kế chính của hoa đêm chà một cô gái tài sắc vẹn toàn nhỉ trương hậu hướng mắt nhìn theo phía của ông mark từ phía xa, Minh Linh đang tiến đến, mùi trèo một nụ cười như hoa. Anh còn chưa tính sổ việc cô dám tự ý lên sàn trên quay. Nhưng không phải là nhà thiết kế chính, thế mà cô còn chai mặt, tự giận sát đến. Cô gái này đam mê quyền lực đến điên rồi. Minh Linh định nhận vơ, bộ sưu tập hoa đêm là của mình. Hoặc là không cố tình nhận vơ thì tối nay sự xuất hiện của cô cũng khiến cho người khác hiểu nhầm mất. Trương Đạo khéo léo khi tiếng của Minh Linh bước đến, bắt tay với khách hàng. Giới thiệu với ngài, đây chính là Minh Linh. Trưởng phòng thiết kế của TTF, cô ấy có rất nhiều thiết kế nổi tiếng như Hoa Đêm, không phải cô ấy. Hoa Đêm là của một nhà thiết kế mới, tiềm năng của chúng tôi. Cô ấy tên là Mỹ Vân. Hiện tại cô ấy không khỏe, cho nên không thể có mặt ở đây. Minh Linh tái xám mặt mày, cô còn chưa mở mồm nói được câu nào, đã bị sếp chặn hồng hết đường lương lẹo. Ông Matt tỏ ra lo lắng. Ồ, cô Mỹ Vân không khỏe sao? Thật tiếc, tôi rất muốn biết mặt nhà thiết kế mới ấy ra sao. Trương Đạo mỉm cười, cố gắng lấy lại tâm trạng của ông Matt. Có lẽ cô Mỹ Vân đã dùng quá nhiều tâm sức cho bộ sưu tập này, cho nên mới đổ bệnh ngay sau khi hoàn thành. Ông an tâm, Tôi nhất định sẽ sắp xếp để cô ấy đến gặp mặt ông trong thời gian tới. Ông nghĩ sao nếu tôi và cô ấy cùng có mặt vào buổi ký hợp đồng giữa hai công ty chúng ta? Vì khách hàng rất hưởng ứng với phương án của Trương Đạo, hoàn toàn không phật ý về việc nhà thiết kế chính không xuất hiện. Hơn nữa, qua cách nói của Trương Đạo, còn thấy Mỹ Vân là một nhà thiết kế có trách nhiệm. Dĩ nhiên là mấy lời Trương Đạo nói chỉ là anh bịa ra, chứ anh chưa biết được nguyên nhân tại sao mỹ vân lại biến mất nhưng trùng hợp thay anh nói chẳng sai một chữ nào cả minh linh miệng cười như hoa nhưng trong lòng thì cay lắm cô ta đã bỏ tâm sức để dành sự chú ý của người khác vậy mà bây giờ lại thành công cốc trong lòng cô ta thầm rủa mỹ vân tại sao một kẻ như mỹ vân lại có được sự bảo vệ của sếp đạo kia chứ xem chừng con đường sắp tới của cô ta không đối đầu với mỹ vân thì không được rồi phía sau cánh gà nhân viên hậu trường đang thu dọn đồ đạc bình luân đẩy cửa bước vào mặt hớt hải và lo lắng thấy rõ anh nhìn quanh rồi hỏi lớn có ai thấy cô mỹ vân không mọi người đều nhìn nhau rồi cùng lắc đầu những tiếng không nối tiếp vang lên bình luân thở dài trong lòng bồn chồn khó chịu vô cùng tại bệnh viện mỹ vân đã được cấp cứu và truyền nước thành thảo lo lắng ngồi bên cạnh mỹ vân đang chìm sâu vào giấc ngủ thành thảo cũng chẳng biết phải gọi điện thoại cho ai để thông báo về tình hình của mỹ vân mỹ vân là trẻ mồ côi cô ấy làm gì có gia đình cũng may mỹ vân còn có thanh thảo làm bạn nếu không thì tình cảnh của Mỹ Vân có thể đáng thương đến mức nào nữa chứ. Ngoài cô, Mai và chú Bính ở hướng dương, thì Mỹ Vân chẳng còn ai khác gọi là thân thiết. Một mình trưởng thành, một mình đi học và đi làm. ốm đau cũng chỉ một mình chịu đựng. Mỹ Vân cũng không thích vào bệnh viện vì cô sợ phải chết một mình ở nơi lạnh lẽo đó. Thành Thảo thở dài, nhìn gương mặt xanh xao của người chị chẳng chút thân thích, nhưng lại khiến cho cô thương cảm đang nằm kia. Người ta thường nói, người tốt thì sẽ được ông trời phù hộ. Sao mà Mỹ Vân tốt bụng như thế, nhưng cứ gặp toàn chuyện không đâu. Đang bị man trách trời trách đất, thì điện thoại của Thanh Thảo đổ chuông. Là số điện thoại lạ, cô dè dạt bắt máy. Alo? Cô Thảo phải không? Tôi là Minh Luân, trợ lý Thanh Thảo quá bất ngờ. Xích thì nói lớn tiếng. Anh Minh! Mày mà cô bịt miệng lại kịp. Thanh Thảo điều chỉnh giọng nói nhỏ lại để tránh làm phiền Mỹ Vân và những bệnh nhân khác đang nghỉ ở giường bên. Dạ, chào anh. Có chuyện gì không anh? Phản ứng bất ngờ của Thanh Thảo cũng dễ hiểu thôi. Cô đang làm ở TTF cũng khá lâu, là fan cứng của cả giám đốc và anh trợ lý đẹp trai bỗng dưng hôm nay cô được thần tượng của mình gọi điện thì có hét lên cũng là chuyện bình thường mình luôn không biết thanh thảo đang háo hức vì được anh gọi như thế nào anh vẫn nói chuyện bằng giọng trầm ấm đều đều của mình xin lỗi vì đã gọi cho cô ngoài giờ làm nhưng mà cô có biết thông tin của cô mỹ vân không hôm nay cô ấy không xuất hiện ở cuối đêm diễn cho nên công ty có hơi lo lắng Đúng là Thanh Thảo đã quên bén mất việc báo lại với công ty về việc Mỹ Vân bị đau bụng và phải rời khỏi trung tâm hội nghị sớm. Nghe giọng nói của Minh Lương không gắt gỏng lắm, cho nên Thanh Thảo đoán là anh ấy đang rất lo cho Mỹ Vân, chứ không phải là đang giận. Cô an tâm, Thanh Khẩn khai báo mọi chuyện cho anh nghe. Cô ấy bị ngộ độc thực phẩm sao? Cô ấy có sao không? Minh Lương sườn sốt hỏi. Thanh Thảo đáp dạ chị ấy được cấp cứu rồi ạ à. bây giờ chị ấy đang được truyền nước biển có lẽ sẽ ổn thôi được rồi cảm ơn cô tôi sẽ báo với nhân sự để cô mỹ vân được nghỉ dài ngày nhờ cô chăm sóc cho cô mỹ vân nhé có gì không ổn thì cứ gọi cho tôi thanh thảo dạ ngọt kết thúc cuộc gọi với minh luân mà vẫn còn ngây người đúng như lời đồn không sai trợ lý minh luân đúng là một quý ông ngọt ngào và thân thiện nhưng cô không ngờ anh lại thân thiện đến mức hỏi thăm nhân viên cả ngoài giờ làm như thế lại còn tự tế sắp xếp lịch nghỉ cho nhân viên không cần suy nghĩ thanh thảo nhìn qua mỹ vân đang nằm ngủ thật ngon cô cảm thấy ông trời đã bắt đầu đem đến cho mỹ vân của cô những điều may mắn đầu tiên trong cuộc đời qua 10 giờ đêm trương đạo mới về đến nhà hôm nay sau khi rời khỏi nhà hàng anh còn đi tân hai với ông mát cho nên khi về đến nhà thì đã lân lân say Người đầy mùi men Anh ngã người xuống giường Kéo nhẹ chiếc cà vạt ra khỏi cổ Cho khỏi chật Bàn tay của anh từ từ lần xuống hàng cúc áo Cởi bớt những nút trên cùng Đôi môi của chàng trai say rượu Ứng ngưỡng đỏ Hai má hồng Và cả khuôn ngực phọc phòng Lấp ló trong cái áo sơ mi Tạo nên một mị lực vô cùng cuốn hút Tiếc là vẻ đẹp này Chẳng có cô gái nào may mắn được ngắm. Trương Đạo định ngủ một chút cho tỉnh trụ, rồi mới đi tắm và thay quần áo. Nhưng vừa chợp mắt thì điện thoại lại gọi đến, là cuộc gọi của Minh Luân. Sau khi Minh Luân gọi được cho Thanh Thảo xong thì gọi ngay cho Trương Đạo để thông báo tình hình. Anh vốn dĩ không định gọi đâu, bởi vì nghĩ Mỹ Vân cũng chỉ là nhân viên bình thường, cũng không đặc biệt đến nỗi phải báo với sếp về tình trạng của cô ấy. Nhưng nhận thấy Trương Đạo khi ở bữa tiệc đã thấp thỏm, rồi bắt anh tìm cách liên lạc với Mỹ Vân, cho nên Minh Luân mới gọi nói với Trương Đạo một tiếng. Cô Mỹ Vân bị ngộ độc thực phẩm, hiện tại đang ở trong bệnh viện cùng với cô Thanh Thảo. Minh Luân nói. Trương Đạo bất ngờ ngồi bật dậy khỏi giường. "Sao? Mỹ Vân nhập viện? Cô ấy có làm sao không?" "Không sao cả, cô ấy đã được cấp cứu rồi." bây giờ đang truyền nước mà nè tại sao cậu lại lo lắng cho cô mỹ vân như thế đừng bảo là trước đạo thoáng lúng túng mạnh miệng nói anh đừng có mà suy đoán lung tung nếu như ai đó nghe được thì lại đồn giám đốc ttf không đàng hoàng thì sao mỹ vân là nhân viên của tôi cho nên tôi lo lắng cho cô ấy hơn nữa cô ấy vừa mang đến cho công ty một hợp đồng rất lớn tôi quan tâm hơn một chút thì cũng là bình thường thôi À, cậu chỉ quan tâm cô ấy vì công việc thôi sao? Đúng như thế. Anh nghĩ tôi có thể quan tâm vì việc gì khác? Minh Luân lúc này đã tắm xong, đang ung dung nằm trên giường, cười và đáp. Đúng rồi dĩ. Người như cậu thì chỉ có thể quan tâm vì điều gì khác được cơ chứ. Tôi bị phim tình cảm nhập mất rồi, toàn tưởng tượng linh tinh. Trường Đạo biểu môi không phải bị phim tình cảm nhập đâu là anh già rồi cho nên suy nghĩ cũng cổ lỗ sĩ đấy cứ trai cái quan tâm nhau là phải có tình cảm gì khác biệt sao thôi được rồi tôi nhận sai với sếp anh nghỉ ngơi đi tôi đã nói với cô thảo là cho cô mỹ vân nghỉ ở nhà dài ngày anh không phản đối đấy chứ cảm ơn anh anh có thể đi ngủ ngon được rồi cuộc gọi kết thúc nhanh gọn tuy nhiên cả trương đạo và minh luân đều không thể nào đi ngủ ngay lý do trương đạo trở nên quan tâm đến mỹ vân cũng xuất phát từ lòng nhân ái của anh từ ngày biết hoàn cảnh đặc biệt đáng thương của mỹ vân thì anh không còn ác cảm với cô nữa anh biết cô khó khăn đến mức nào cho nên anh nghĩ ánh mắt cô nhìn anh cách mà cô quan tâm anh có lẽ xuất phát từ sự ngưỡng mộ đơn thuần của một con người không có gì trong tay đối với một người có quá nhiều điều kiện tốt trong tay mà thôi. Hơn thế, ngoài ánh mắt khi nào cũng nhìn anh thật ngọt ngào tha thiết, thì Mỹ Vân chưa từng có thái độ nào quá đáng đối với anh. Cũng không tỏ tình, không làm phiền anh bất cứ điều gì. Bởi vậy, anh càng lúc càng tin vào nhận định của mình. Mỹ Vân không phải yêu anh mà là đang ngưỡng mộ anh thôi. Ở bệnh viện, Thành Thảo như từ ngoài trở vào nhìn thấy Mỹ Vân đang chuẩn bị rời đi. Y tá đang giúp cho cô tháo kim truyền dịch. Thanh Thảo hút hoảng chạy đến. Chị Mỹ Vân, chị tỉnh rồi sao? Chị định đi đâu vậy? Mỹ Vân, sau khi được ngủ một giấc đã đời, thì tỉnh táo hẳn ra. Cô vui vẻ nhìn Thanh Thảo và đáp. Truyền dịch xong rồi, bác sĩ bảo chị có thể xuất viện ngay. Nhưng mà bây giờ đã trễ rồi, trở lại đến sáng hãy về. Thanh Thảo lo lắng, khuyên ngăn. Mỹ Vân lắc đầu đáp: Em ở cho chị cả đêm rồi, cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi. Chị không sao đâu. Bây giờ chị sẽ đón xe về nhà. Em đừng lo, chỉ là ngộ độc nhẹ thôi, có gì đâu mà phải nằm gì đến mai. Không khuyên bảo được Mỹ Vân, cho nên Thanh Thảo chỉ đành cùng cô đi ra cổng bệnh viện để bắt xe về hướng chương. Hai cô gái đang đứng đợi xe hôm công nghệ đến thì bỗng dưng một chiếc xe taxi tấp vào lề dừng ngay trước mặt của hai người thanh thảo đang rúa thầm không biết là ai vô duyên lại đậu xe ngay trước mặt của người khác thì một hình bóng quen thuộc bước xuống xe một chàng trai sơ mi trắng cổ áo lả lơi buồn dài đuốc mái tóc bồng bềnh rẻ ngôi nhàn sắc tựa như ngôi sao điện ảnh bức từ xe sang xuống thảm đỏ Chàng trai đứng trước mặt của hai cô gái đang ngẩn ngơ nhìn. Nét mặt tuy lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng triều mến. Vừa hay, anh tài xế xe ôm công nghệ chạy đến. Anh đoán được là xe mà Mỹ Vân gọi, liền rút tiền ra, trả cho anh ta 50 ngàn, rồi nói. Chúng tôi xin hủy chuyến xe này, xin lỗi anh nhé. Tài xế vừa dự dựng xe, đã được trả tiền thì ngớ người cũng may cút bùng này anh ta có tiền bồi thường, cho nên anh ta gật đầu và quay xe đi rất nhanh. Mỹ Vân bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh. Giám đốc, sao, sao lại ở đây? Trương Đạo là gì không an tâm, cho nên định chạy đến bệnh viện xem Mỹ Vân ra sao. Ai ngờ khi đến đây thì thấy cô đang định bắt xe trở về. Trương Đạo cũng không biết lý do khiến cho anh phải chạy đến đây là gì. Nhưng đã lỡ rồi thì làm sao? Anh đáp. Tôi đang ở gần đây thì nghe anh Luân báo cô nhập viện. Tôi định chạy qua xem thử cô thế nào. Hai cô định về nhà đúng không? Lên xe đi, tôi đưa hai cô trở về. Anh mở cửa phía sau để mời hai cô gái lên xe. Thanh Thảo cảm giác như đang nằm mơ. Sự xuất hiện bất tình lình của sếp lớn ở đây khiến cho cô không thể nào tin được mỹ vân lại càng không hiểu nổi lý do của trương đạo nhưng anh đã nói là tiện đường thì cô cứ tin là như vậy chứ biết nghĩ làm sao taxi đưa thanh thảo về nhà trước thanh thảo đúng là đi làm gì đam mê và cô ấy là một ngôi biệt thự cũ vô cùng sang trọng nhìn bên ngoài là đủ biết và chủ có địa vị chứ không phải là đùa thanh thảo chỉ biết cười thật tươi trước cái nhìn đầy dấu chấm hỏi của mỹ vân và trương đạo thanh thảo bước xuống xe và nói cảm ơn sếp đã đưa em về nhà taxi rời khỏi nhà của thanh thảo cô gái còn đứng tần gần nhìn thêm một lúc cả sếp lớn lẫn sếp nhỏ của ttf đều bị chị mỹ vân thao túng tâm lý hay sao mà lại có biểu hiện kỳ lạ chứ thực tập sinh như thế thanh thảo bắt đầu nghi ngờ thân thế của mỹ vân có khi nào chị ấy là một thiên kim đại tiểu thư giả nghèo để giàu TTF làm việc hay không? Chứ không thì làm sao mà khiến cho cả hai đại Mỹ Nam lại thay phiên nhau quan tâm thế kia? Chiếc taxi lướt em về ngoại ô. Mỹ Vân ngồi phía sau, Trương Đạo ngồi phía trước. Cùng chìm vào trong im lặng vì chẳng biết nói gì trước tình huống này. Một lúc sau, Trương Đạo mở lời trước. Nghe nói cô bị ngộ độc, phải nhập viện tại sao không ở lại bệnh viện để theo dõi thêm mà lại về ngay trong đêm tôi tôi không thích ở bệnh viện ở lại tôi cũng không ngủ được mà cũng phải để thanh thảo về nhà nữa chứ em ấy đã ở bên tôi chăm sóc tôi cả ngày nay rồi trương đạo lại gật gù thanh thảo đúng là một cô gái tốt dạ ánh mắt của mỹ vân ánh lên vé tự hào chợt nhớ đến buổi trình diễn mỹ vân ấy nấy khi không có mặt đến cùng cô nói tôi xin lỗi bởi vì đột nhiên sức khỏe không tốt cho nên tôi đã không có mặt đến cuối cùng trương đạo đáp giọng đều đều không cần phải xin lỗi đâu đâu phải là lỗi của cô chỉ tiếc là cô không được gặp gỡ những nhà đầu tư tiềm năng thôi hiếm hoi lắm mới có cơ hội lớn như thế dành cho một thực tập sinh qua gương chiếu hậu trương đạo nhìn thấy mỹ vân buồn bã cúi mặt anh chợt nhận ra mình đã nói ra điều khiến cho mỹ vân không vui liền dồi dàng sửa chữa nhưng mà không sao ông mát rất thích thiết kế của cô ông ấy rất muốn gặp gỡ cô một lần vì vậy tôi đã hứa sẽ đưa cô đến gặp ông ấy vào ngày ký hợp đồng mỹ vân nghe thấy như thế thì không kìm được vui sướng cô reo lên vẻ mặt tươi sáng không giống của kẻ vừa ốm chạy. Tay chộp lấy lưng ghế của Trương Đạo. Thật vậy sao? Như thế thì tốt quá. Nếu không phải là cái lưng ghế ô tô chặn giữa, không khéo cô đã ôm lấy Trương Đạo rồi cũng nên. Nhưng cũng may cho cô. Mỹ Vân nhận ra mình phản ứng hơi lố, cho nên dồi dàng thu tay về, ngượng ngùng quay mặt nhìn ra ngoài đường. Tôi xin lỗi, Tại vì tôi vui quá Trương Đạo bị cái vô hụt của cô làm cho giật mình Nhưng thấy cô xấu hổ, lùi về, lại bất giác mỉm cười Anh quay mặt ra đường, ở hướng ngược lại với cô Không sao, phải tôi, tôi cũng sẽ vui như thế Chiếc xe lại tiếp tục đi trong im lặng Trương Đạo lại nhìn lén Mỹ Vân qua gương chiếu hậu Lúc đấy, khi đến bệnh viện, cũng may anh đã nhận ra thành thảo cho nên mới dừng xe lại vì hôm nay mỹ Vân thật khác so với mọi ngày nhìn cô trẻ trung hơn tuy không xinh đẹp nhưng nét mặt lại tự tin cùng với đôi môi lúc nào cũng tươi cười khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái anh rất muốn nói cho cô biết là bình thường cô ăn mặc chán lắm từ nay hãy ăn mặc đẹp một chút chú ý trang điểm một chút như hôm nay vậy cô vốn đâu có xấu xí tại sao lại khiến cho người khác cảm giác mình xấu xí đến như vậy anh nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra phụ nữ tổn thương nhất là khi họ bị che xấu vì sao anh lại đến bệnh viện vì sao lại muốn đưa cô về nhà dù nhà cô xa quá trời xa anh biết bản thân đang hành động kỳ lạ lắm nhưng mà anh không thể ngừng lại được anh thấy tội nghiệp cho cô chỉ là tội nghiệp cho cô mà thôi nhưng mà lần này nếu anh không nói rõ cảm xúc của mình với cô Thế nào cô cũng sẽ hiểu lầm anh mất Chẳng ông sếp nào mà thương nhân viên đến mức Giữa đêm khuya còn chạy đến bệnh viện Đưa mình về nhà cả Vì thế anh quyết định nói rõ ràng mọi việc Trước khi cô ôm tương tư đi quá xa Mỹ Vân xuống taxi ở ngay trước cổng hướng dương Trương Đạo cũng xuống theo Khỏi phải tả tâm tình của Mỹ Vân có lẽ ai cũng sẽ biết cô hạnh phúc ra sao khi người thương đưa cô về đến tận nhà khi cô ốm đau. Thế nhưng chút hy vọng mong manh rằng anh thích cô liền nhanh chóng bị tắt. Khi anh nhẹ nhàng lên tiếng. Chuyện tôi đưa cô về, mong cô sẽ không nói dài khác. Là vì tôi cảm thấy ấy nấy khi cô bị bệnh, mà chỉ có một mình cho nên tôi mới đến. Ngoài ra không có ý gì khác mong cô mỹ vân hiểu rõ cho tôi thật sự không muốn người ngoài nói ra nói giàu trái tim của mỹ vân dường như chậm đi một nhịp khi anh thành thật nói ra giới hạn của hai người cô biết chứ cô biết thừa bản thân khó mà đến gần với anh cuộc đời này đâu phải như phim mà nàng lọ lem sau một đêm đã khiến cho hoàng tử yêu điên cuồng biết rõ là thế nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng Khoảng cách xa xôi nhất là khoảng cách của hai trái tim đơn phương. Lời anh nói nhắc nhở Mỹ Vân rằng khoảng cách mà cô đang đến gần anh vẫn còn rất xa, đừng quá vội mừng. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô cũng mạnh mẽ và mỉm cười. Tôi hiểu rồi ạ, à, tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện này. Cảm ơn giám đốc đã đặc biệt quan tâm một thực tập sinh như tôi. Thấy cô ngoan ngoãn nghe theo. Cho nên anh rất vui Anh đáp Còn là thực tập sinh Cô Mỹ Vân đã là nhân viên chính thức của TTF kể từ ngày hôm nay Hay là cô định trời bỏ chúng tôi Một lần nữa Câu nói của anh làm cho cô bất ngờ Tròn mắt ngạc nhiên Nụ cười của anh vô thức nở trên môi Nụ cười của anh đang đỡ trong tim của cô Một giường hoa xuân anh đã không che giấu được sự vui vẻ khi thấy cô rạng người đón thông tin mà mình mới quyết định một cách tức thời. Cô thì quá dễ dụ, anh mới làm cho cô buồn, vậy mà mới nói một câu đã khiến cho cô vui đến muốn nhảy cẩn lên. Cô cúi mình 90 độ, thành tâm cảm ơn anh. Cảm ơn giám đốc, cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, cô vào nghỉ đi. Hai ngày tới không cần đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi Sắp tới chúng ta có nhiều việc phải làm đó Mỹ dần vui vẻ cúi chào khi bước vào trong Đó không phải sợ anh chê cười cô trẻ con Có khi cô đã nhảy chân sáo Mà đi vào bên trong Hai ngày sau Buổi họp bất thường của toàn công ty Khiến cho mọi người xôn xao Lo lắng Những lời đàm tiếu trước đây Về việc xếp đầu Chỉ lợi dụng Mỹ Vân để hoàn thành bộ sưu tập hoa đêm hoàn toàn biến mất khi anh đích thân mời cô lên vị trí đứng cạnh mình để thông báo cho toàn công ty về việc cô trở thành nhân viên chính thức của TGF. Còn những thực tập sinh khác họ vẫn còn 2 tháng để chứng minh năng lực của bản thân để công ty có thể quyết định chọn họ trở thành nhân viên chính thức hay không. Có lẽ Mỹ Vân chính là nhân viên được tuyển làm chính thức nhanh nhất trong lịch sử phát triển của TGF nhưng mà cô không có nhàn sắc là vừa hoàn thành được một bộ sưu tập lại mang lại hợp đồng khủng cho công ty cho nên cũng không ai tỏ thái độ không phục đối với quyết định này của giám đốc tuy nhiên người ganh tị giới Mỹ Vân thì không ít đặc biệt là Minh Linh cô nàng này rất lắm chiêu trò sau khi cuộc họp kết thúc Mỹ Vân đến thẳng phòng làm việc của Minh Linh cô đặt lên bàn cô ta lon nước quả cùng loại với lon nước Tối hôm trước, cô ta đưa cho Mỹ Vân. Lúc này thì Minh Linh còn đang tập trung làm việc, liền đánh mắt nhìn qua. Giấy mặt của cô ta từ khó chịu chuyển sang hoang mang. Cô ta nhìn lên Mỹ Vân, giấu đi sự lo lắng mà mạnh miệng lên tiếng. Chỉ có chuyện gì sau? Mỹ Vân rất bình tĩnh, giọng nói của cô đành thép và quyết đoán. Không phải tôi không biết được, những việc xấu xa mà chị làm với tôi Chỉ là tôi không muốn nói ra Vậy nên kể từ bây giờ Tốt nhất Chị hãy sống cho tốt Tôi thật sự không muốn mất hòa khí trong công ty Cũng không muốn giám đốc Phải phiền lòng Nếu chị không động đến tôi Thì tôi cũng sẽ không phiền đến chị Minh Linh Quả thực đã quá coi thường Mỹ Vân Lúc này cô ta mới nhận ra Mỹ Vân không đơn thuần là cái dẻo quê mùa cục mịch kia. Cô ta nghĩ Mỹ Vân là người mới cho nên có thể bắt nạt được sao? Cô ta đã sai. Người lớn lên trong cô độc, làm mọi cách để có thể sống sót như Mỹ Vân, thì tốt nhất cô ta hãy tránh xa một chút. Họ có thể hiền, ngoan như một chú cuốn chữ nhà, nhưng cũng có thể ngang tàn và nguy hiểm như loài sói vậy. Mỹ Vân khi thế, bước ra khỏi phòng làm việc của Minh Linh, mọi người nhìn trong vòng thiết kế đều lén lút đánh mắt về phía của cô bọn họ hẳn có người cũng không thích sự may mắn của cô nhưng nhìn vào năng lực thăng cấp như được ông trời đỡ chân kia thì ai cũng phải dè chừng người ta chỉ có thể tự tin khi người ta giỏi mà thôi và mỹ vân thì giỏi không ai phủ nhận mỹ vân đang định về phòng làm việc của mình thì minh luân từ phòng giám đốc đi ra khắp khởi gọi này cô Mỹ Vân Cô ngạc nhiên quay đầu lại Chàng trợ lý giám đốc Tiến đến gần cô với nụ cười tỏa nắng May quá Tôi đang định tìm cô Có chuyện gì vậy anh Luân Mỹ Vân thoáng lo lắng Và hỏi Minh Luân đã bước đến trước mặt của cô Anh đáp Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không Mỗi lần tôi muốn gặp cô Mỹ Vân Đều phải xuống xưởng gia công Thật là hơi bất tiện Mỹ Vân e ngại mỉm cười Dạ được chứ Tôi cũng quên mất chuyện này Lúc nào cũng để cấp trên đi tìm mình cả Thật là ngại quá Mỹ Vân lấy điện thoại ra Và bấm tìm tên Minh Luân chồng danh bà Thì ra cô đã lưu số của anh từ lâu Chỉ là không liên lạc đến Minh Luân thì trong lòng có chút vui vẻ Ít nhất thì cô gái này Không bỏ lơ anh triệt để nhanh nghỉ Cô nhá máy qua cho Minh Luân đây là số của tôi còn không biết anh tìm tôi có chuyện gì không minh luân vừa lưu tên của mỹ vân vào điện thoại vừa nói rất quan trọng ngày mai cô và sếp đạo sẽ đi ký hợp đồng với ông mát tôi sao mỹ vân sửng sốt minh luân gật đầu nhìn cô mặt vẫn rất thản nhiên đúng rồi tôi tưởng là sếp đạo đã nói với cô trước rồi chứ anh ấy bảo là nói rồi kia mà Nói khi nào nhỉ Mỹ Vân đang cố gắng Lục tìm lại trí nhớ lộn xộn của mình Cô nhớ ra rồi Cái đêm mà Trương Đạo đưa cô về từ bệnh viện Anh đã nói sơ qua Cô còn vui đến mức Cười tấm tiểm suốt cả buổi còn gì Thế mà sau mấy ngày nghỉ ốm Thì cô đã tham lam đi làm Cho nên quên bén mất Nàng Mỹ Vân chăm chỉ được TTF chọn nghỉ bệnh, nhưng vẫn lén lút đi rửa bát cho người ta. Nếu giám đốc Trương Hậu mà biết, có lẽ sẽ cấm không cho cô nghỉ bất cứ ngày nào nữa mất. Mình luận hắn giọng các đức hồi tưởng của Mỹ Vân. Anh nói tiếp. Để ngày mai gặp khách hàng một cách thuận lợi, sếp đạo chỉ đạo tôi đưa cô đi chọn trang phục cho ngày mai. Cô mau đi theo tôi nhé. Nói xong thì anh nhanh chân bước về hướng thang máy. Mỹ Vân mất mấy giây sững sờ rồi mới dồi dàng bước chân theo anh. Cả hai đi xuống phòng trưng bày sản phẩm của TTF. Để quảng bá sản phẩm của công ty cũng như xây dựng hình ảnh một công ty chuyên nghiệp thì mỗi khi gặp khách hàng hoặc đi công tác, Trương Đạo và những nhân viên được cử đi cùng chỉ sử dụng trang phục do TTF thiết kế và sản xuất. Và hầu hết, những thiết kế đều là hàng độc quyền, chỉ có một bộ duy nhất vì vậy sau khi Mỹ Vân sử dụng xong, cô sẽ phải hoàn trả lại cho công ty. Hiện tại thì Minh Linh là người chịu trách nhiệm chính, may đo và thiết kế trang phục công sở sang trọng cho Trương Đạo và Minh Luân. Phòng trưng bày bao gồm rất nhiều những thiết kế của công ty. Những sản phẩm mới nhất, ấn tượng nhất sẽ được mặc cho mannequin. Những sản phẩm còn lại sẽ được phân loại và treo lên sào hoặc là xếp lên kệ tủ trong phòng trưng bày chiếc đầm dạ hội đạt giải nhất của Mỹ Vân vinh dự được trưng ở giữa phòng vị trí cao hơn cả mới bước vào là đập thẳng vào mắt người nhìn ngay đây là lần thứ hai Mỹ Vân đặt chân vào phòng trưng bày nhưng nó vẫn bồi hồi hệt như lần đầu thấy đứa con tinh thần của mình được xuất hiện ở nơi sang trọng mà ai cũng không khỏi tự hào nhân viên quản lý trong phòng trưng bày thấy hai người bước vào liền nhanh chóng đến bắt chuyện. Chào anh Luân, em đã chuẩn bị những trang phục nhanh yêu cầu. Em treo nó ở sau bên kia, anh có thể lại xem ạ. À? Minh Luân mỉm cười gật đầu, rồi nhìn sang Mỹ Vân, đang lờ ngờ, nhìn đông nhìn tay. Cô Mỹ Vân, cô lại xem thử đi. Có lẽ tôi chọn size S là dự dặn với cô rồi nhỉ? Câu cuối lại nói với cô quản lý trong phòng trưng bày. Mỹ Vân giờ mới để ý đến cô gái quản lý trong phòng trưng bày. Một cô gái xinh xắn như người mẫu, đôi môi luôn mỉm cười, nét mặt như hoa anh đào mới nở. Có lẽ phòng trưng bày thường xuyên đón khách, cho nên cần phải chọn mặt gửi dạng, chọn những nhân viên có ngoại hình ưa nhìn một chút. Cô ấy tên là Hành Mai. Hành Mai chỉ dẫn cho Mỹ Vân đến sau đồ đã được chuẩn bị trước theo số đo của cô những thiết kế công sở vừa thanh lịch, trang nhã, vừa độc đáo, mới mẻ khiến cho Mỹ Vân thích thú và được mở mang tầm mắt. Là một buổi ký kết hợp đồng quan trọng, cô không thể chọn những bộ quá lòe loẹ loẹt, hở hang, cũng không thể quá cứng nhắc và bình thường. Cuối cùng, sau hàng chục lần, nâng lên đặt xuống, ướm thử thì cô đã chọn được một bộ tương đối dựa ý. Mình Luân đứng bên cạnh, chờ cô gần nửa tiếng đồng hồ nhưng không hề kêu ca. Mỹ Vân bước ra từ phòng thay đồ với diện mạo mới. Một chiếc áo sơ mi trắng có cổ cao và thắt bởi một chiếc nơ, làm bằng giấy lụa mềm. Phần nút áo được diền đăng, kiềm tuyến vàng kết hợp với hàng nút mà vàng đồng sang trọng cổ điển. Chiếc áo được phối cùng với chân váy chữ A, dài ngang đầu gối màu xanh, cố dịch kết hợp với màu vàng rất phá cách nhìn giá mặt hài lòng của minh luân khi thấy mỹ vân bước ra cũng đủ hiểu là cô có hợp với phong cách này hay không minh luân âm thầm lấy điện thoại ra chụp lén cô một bức rồi gửi cho trương đạo kèm với lời nhắn tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi nghĩ cậu đã đánh giá khá thấp cô thẩm mỹ của cô ta cô ấy đã lựa một bộ trang phục rất đẹp trương đạo bây giờ đang ở trong phòng làm việc anh ấy nhìn thấy tấm ảnh chụp Mỹ Vân của Minh Luân, rồi vô thức mỉm cười. Mỹ Vân không son phấn, nhưng chính nhờ sự vui vẻ thể hiện trên nét mặt, cho nên khiến cô luôn tươi tắn. Anh không ngạc nhiên lắm trước diện mạo mới của Mỹ Vân, vì lần trước anh đã từng thấy cô xinh đẹp trong chiếc váy trắng. Đêm đó cô xinh, nhưng thật tiếc là không nhiều người thấy được điều đó. Trương Đạo hề hước nhắn lại anh cẩn thận trở thành fan cuồng của, của cô Mỹ Vân đấy nhé. Tôi thấy anh khe cô ấy hơi nhiều. Bây giờ còn lén cho bánh người ta nữa. Bình luận bên này cũng bật cười với tin nhắn của Trương Đạo. Hai người này nhắn tin với nhau mà cười tẩm tiểm. Đúng là chẳng có lời đồn nào là vô căn cứ. Anh thấy thế nào? Tôi chọn bộ này được chứ? Mỹ Vân tiến đến và hỏi. Minh Luân gật đầu, rồi giấu chiếc điện thoại trong túi quần anh đáp Rất được Bộ này rất hợp với cô Hay là tôi mua bộ này làm quà cho việc Được làm nhân viên chính thức của cô nhé Ý tưởng mua đứt bộ đồ này để làm quà Hoàn toàn là tự phát tức thời Không chỉ có Mỹ Vân, Hạnh Mai Hơi sượng sốt Mà cả Minh Luân cũng cảm thấy Mình bị gì đó rồi Cho nên mới bộc phát như thế Tuy nhiên, nghĩ cho kỹ Thì anh thấy tặng quà cho một cô gái Vừa có tài lại vừa nhiệt huyết như Mỹ Vân, cũng không uổng phí. Cho nên anh chẳng có định thu lại lời nói mà thực hiện nó ngay. Minh Luân nhìn qua phía của Hạnh Mai. Nhờ cô kiểm tra và thanh toán bộ đài cho tôi nhé. Mặc dù là sản phẩm của nhà trồng được, nhưng giá của bộ đồ này cũng không phải rẻ. Sau khi hai người rời khỏi phòng trưng bày, thì tinh đồn Minh Luân có tình cảm với Mỹ Vân cũng bắt đầu hình thành. Tin tức trợ lý giám đốc tặng quà cho nhân viên mới, đúng thật là chấn động. Trước đây công ty chưa có tiền lệ và Minh Luân cũng nổi tiếng chế biệt danh quý ông không tình yêu. Được xếp luận tặng quà xong còn chưa hết. Đến lúc tan ca, Thanh Thảo còn kéo Mỹ Vân đi trung tâm thương mại để mua sắm. Có áo váy đẹp rồi thì cũng cần có một đôi giày thật đẹp mới tương xứng. Đó là lý do thanh thảo khi kéo mỹ vân đi xem giày ở trung tâm thương mại thanh thảo vẫn còn chưa hết háo hức trước tình sếp lưng mua quà cho mỹ vân cô đang tỏ ra đấy thuyền hay là chị chuyển từ thích sếp đạo sang thích sếp lưng đi có được không sếp đạo vừa lạnh lùng khó gần vừa là đẳng cấp cao hơn chúng ta khó mà giới tới còn sếp lưng anh ấy cũng một chín một mười với sếp đạo nhưng mà lại là người có sẵn hào cảm với chị nếu chị chuyển hướng thích xếp lưng em nghĩ hai người sẽ nhanh chóng thành đôi đó mỹ vân quay sang cốc đầu của em cô mỉm cười đáp em thôi đi đừng học theo mấy người nhiều chuyện rồi nói mấy thứ gió giỡn nữa xếp lưng với chị không có quan hệ tình cảm nào cả nhưng mà sao em biết chị thích xếp đạo chứ thành thảo lại bật cười trước câu hỏi quá ngây thơ của chị mình cô đáp lại còn phải hỏi sao chị nghĩ bao lâu nay không ai biết chị thích sếp đạo sao từ ngày chị bước vào công ty thì ai cũng đã biết rồi em cũng biết hết đó bà chị nhưng mà trên khuôn mặt của chị hiện rõ chữ si mê người ta luôn đó không biết sếp đạo thế nào nữa hôm trước lúc sếp đón chị ở bệnh viện em còn nghĩ là sếp cũng thích chị cơ đấy thanh thảo, thoải mái chia sẻ, không biết rằng nét mặt của Mỹ Vân đã tối lại từ lúc nào. Mặt của Mỹ Vân đỏ như vì xấu hổ. Cô đâu có biết bản thân đã lộ liễu, phô bày sự yêu thích đối với Trương Đạo như thế nào đâu. Cũng là bởi vì cô chưa từng yêu ai khác ngoài Trương Đạo, trải nghiệm tình yêu cũng không có, nên thành ra cô không biết được rằng khi một người yêu một người chỉ cần nhìn mắt thôi cũng đã đủ hiểu. Người với người yêu nhau ánh mắt nhìn nhau, thật sự rất khác biệt. Là ngọt không cần đường, là ấm không cần lửa, là mát bẻ không cần gió thu. Mỹ Vân chợt nhớ đến buổi tối hôm trương đạo đưa cô từ diện về nhà. Những lời của anh cô vẫn nhớ như anh. Chuyện của tôi đưa cô về, mong cô sẽ không nói với người khác. Là vì tôi cảm thấy ấy nấy khi cô bị bệnh mà chỉ có một mình cho nên tôi mới đến. Ngoài ra không có ý gì khác. Mong cô Mỹ Vân hiểu rõ cho Tôi thực sự không muốn người ngoài nói ra nói dạo Hóa ra là anh biết cô thích anh Cho nên anh mới nói rõ như thế Dạch rõ giới hạn đối với cô Hóa ra là anh đã biết tất cả tình cảm của cô Và đã thẳng thắn từ chối Mỹ Vân cảm thấy khô ổn Tay cô run run siết chặt chiếc giày cao gót đang cầm trên tay Mỹ Vân dội dàng trả nó lên kệ Rồi nói với Thanh Thảo chị đi vệ sinh một lát thanh thảo không hiểu được hết tâm lý của mỹ vân việc người ta biết chị ấy thích sếp nghiêm trọng đến mức chị ấy phải căng thẳng bỏ trốn thế sau mỹ vân đi thẳng vào nhà vệ sinh vừa khuất khỏi tầm mắt của thanh thảo cô đã không giấu được hai hạng nước mắt nói vui thì là trượt khói dòng gửi xe nói buồn thì là chưa tỏ tình mà đã bị từ chối dẫu biết bản thân chưa xứng đáng để có tình yêu. Nhưng làm gì có ai không đau khi bị người khác từ chối tình cảm. Sau khi đã khóc, sau khi đã nghĩ ngợi cặn kẽ, Mỹ Vân cũng đã kéo được mình ra khỏi nỗi buồn. Nếu như anh đã dạch rõ giới hạn, cô cũng không nên mặc dài phô bày tình cảm của mình trước mặt anh. Từ nay, cô phải học cách tiết chế cảm xúc. Ít nhất là đừng để cho anh cảm thấy cô thích anh thật nhiều. Ít nhất là không để cho anh cảm thấy khó xử chỉ vì cô anh không thích cô anh không có lỗi gì trong chuyện này cả lỗi là do cô đã thích anh quá nhiều và không khéo léo cho nên đã để cho người khác nhìn thấy điều đó mà thôi mỹ vân đang định rửa mặt rồi đi ra ngoài thì một cô gái đột nhiên ngã đùng ra sàn nhà cô gái này cũng đi vào trong phòng vệ sinh một lần với mỹ vân khi mỹ vân đang khóc đang buồn thì cô ấy làm chuyện riêng của mình, rồi ra bồn rửa tay. Sau đó, ngã sụp xuống, ngay khi Mỹ Vân đang định rửa mặt. Mỹ Vân dội dàng đỡ lấy cô gái, gương mặt cô ấy trắng bệch, hai tay lạnh ngắt. Mỹ Vân có thể gọi thế nào, cô ấy cũng không trả lời. Mỹ Vân dội dàng lấy điện thoại ra, gọi cho Thanh Thảo, cầu cứu. Em ơi, có người ngất trong nhà vệ sinh, mau vào đây giúp chị với. Nhờ Thanh Thảo nhanh ý Nhờ bảo vệ, đây đã nhanh chóng đưa được cô gái kia lên taxi và đến thẳng bệnh viện. Vì không có người nhà, cho nên Mỹ Vân và Thanh Thảo đành phải ở lại cùng cô gái cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Cũng may cô ấy không có bệnh gì quá nghiêm trọng, chỉ là do nhìn ăn quá lâu cho nên cơ thể không đủ sức dẫn đến ngất đi. Nhìn dáng vẻ, mình hạt xương mai của cô ấy, Mỹ Vân đoán cô gái này hẳn là một tiểu thư. Cô ấy cũng khá xinh đẹp. Chắc là vì muốn giữ cho bản thân thật kỳ chuẩn người mẫu, cho nên mới ra nồng nổi như thế. Cũng thật buồn cười. Người thì muốn ăn, không có mà ăn. Người lại nhìn đói đến mức phải ngất đi, chỉ để đẹp lên một chút. Chị ơi, cô ấy tỉnh rồi kìa. Thanh Thảo kêu lên khe khẽ, khi thấy đôi mắt cô ấy khẽ lay động. Mỹ Vân dội dàng đứng lên khỏi ghế, bước đến gần cạnh cô gái cô ơi cô thấy thế nào rồi cô gái đó có đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ rất đẹp đôi mắt to long lanh và ngọt ngào đến mức một nữ chính thẳng tưng như mỹ vân cũng cảm thấy rất động lòng chị chị là ai cô gái nhỏ nhẹ cất tiếng rồi đảo mắt nhìn xung quanh tôi đang ở đâu đây sau khi giải thích mọi chuyện cho cô gái cô ấy cũng đã bình tĩnh hơn. Hơn nữa còn vô cùng cảm kích lòng tốt của hai chị em. Hai chị em quyết định đợi gia đình cô gái đến rồi mới rời đi. Sau khi gọi về cho gia đình, mất khoảng 30 phút thì có hai người phụ nữ trung tuổi đến. Nhìn qua có thể nhận ra một người là chủ, một người là nhân viên. Vì phụ nhân xinh đẹp, sang trọng, ngời ngợi, bảo sao cô gái kia lại có thể xinh đẹp đến mức ấy. phụ nhân kia vừa đến nơi không để ý xung quanh đã lao đến chỗ giường bệnh của con gái mà khóc lóc trời ơi công chúa của mẹ sao con lại ra nông nổi này chứ mẹ đã bảo con đừng ra ngoài cứ ở trong nhà rồi kia mà con xin lỗi mẹ cũng may nhờ có hai chị tốt bụng đã đưa con đến bệnh viện cô gái nhìn về hướng của hai chị em người mẹ vì thế cũng nhìn theo Người mẹ lúc này mới để ý Có người lạ đang đứng Liền thu lại sự ý mị Bà đứng lên Tự tế cợt đầu Để cảm ơn hai chị em Mọi chuyện đã thu xếp xong xuôi Mỹ Vân và Thanh Thảo Cùng nhau xin phép rời đi Cô tiểu thư kia như nhớ ra chuyện gì liền gọi hai người trở lại Chị ơi Chị có thể cho em biết tên không Em nhất định sẽ đền ơn cho chị Mỹ Vân, đại diện cho cả Thanh Thảo, khéo léo từ chối. Chúng tôi không làm những việc này vì cần đền ơn đâu, vậy nên em không cần phải ấy nấy đâu. Mặc cho hai mẹ con nhà giàu kia muốn được bày tỏ lòng thành, nhưng hai chị em của Mỹ Vân nhất mực từ chối. Trương Đạo và Minh Luân đang đứng với nhau ở cửa TTF. Trương Đạo sốt ruột, xem đồng hồ thường xuyên. Phụ nữ thật là trắc rối mình Luân cười khẽ là cậu đề xuất để cho cô Mỹ Vân đi cùng cơ mà bây giờ hối hận rồi sao lại bị anh trai ruột thừa chọc kẹo trương Đạo nhướng mày định bật lại đúng vậy tôi đang rớt xin lỗi để các anh chờ lâu ạ à? giọng nói êm dịu của Mỹ Vân cắt ngang lời của trương Đạo hai người đàn ông cùng nhìn qua trong mắt thoáng dày bật lên chế độ ngạc nhiên. Trước mặt của họ, Mỹ Vân thanh địch và xinh đẹp như một người hoàn toàn khác. Không chỉ vì bộ đồ hoàn hảo mà hôm nay cô đã trang điểm tỉ mỉ hơn. Đôi giày cao gót, màu trắng trơn, cao 5 phân, vừa đủ để tồn lên chiều cao khá khiêm tốn của cô. Hình ảnh Mỹ Vân thu hút khác lạ này cũng là nhờ bàn tay phù thủy của Thanh Thảo đã giúp đỡ cho cô Thanh Thảo đúng là một cô em đáng đồng tiền bát gạo. Minh Luân thoát khỏi ngỡ ngàng đầu tiên. Anh nắm bàn tay, ra dấu yêu thích về phía của Mỹ Dân. Chà, hôm nay cô Mỹ Vân thật là xinh đẹp đó. Chúng tôi xích thì không nhận ra cô. Minh Luân nhìn sang Trương Đạo, nhờ sự đồng thuận, nhưng Trương Đạo lại ngó lơ. Anh lẩm bẩm. Có gì mà không nhận ra? Nói xong, anh mở cửa ghế sau của chiếc xe hơi bảy chỗ, sang xịn màu đen, và bước vào. Mỹ Vân đã mong chờ hơn sự bất ngờ của Trương Đạo. Cô cũng đã thấy mình xinh đẹp. Thế nhưng phản ứng của anh lại lạnh nhạt thế kia, khiến cho cô có hơi hụt hẫng. Minh Luân cũng đã chán ngán trước sự lạnh nhạt của cậu em giám đốc. Anh lắc đầu, cười thầm rồi nhỏ nhẹ quay sang nói với Mỹ Vân. Cũng muộn rồi, chúng ta đi thôi. Cô Mỹ Vân ngồi ghế sau cùng giám đốc nhé. Dạ, được rồi. Mỹ Vân lấy lại tinh thần, dồi dàng di chuyển sang cửa bên kia để bước vào. Ông Mark chính là tổng giám đốc của công ty SMU, chuyên sản xuất và phân phối thời trang xa xỉ tại châu Âu. Trụ sở chính nằm tại Thượng Hải và các chi nhánh phân phối đều nằm hầu hết ở các quốc gia trên thế giới. Trụ sở tại Việt Nam của SMU là một tòa nhà 10 tầng nằm ngay trung tâm thành phố, một kiến trúc vừa hiện đại vừa độc đáo. Không gian của tòa nhà gần như trong suốt bởi được xây dựng hoàn toàn bằng kính cường lực. Chính sự trong suốt đó, người ta có thể nhìn thấy tất cả những màu sắc, những sản phẩm thời trang được trưng bày ở mỗi tầng. Được làm việc với SMU là ước mơ của hầu hết các nhà thiết kế thời trang bởi vì những sản phẩm của SMU chủ yếu dành cho giới thượng lưu và các ngôi sao nổi tiếng. Giá trị của thiết kế khi bán cho SMU cũng được trả giá rất cao, bởi vì thiết kế không đủ thu hút, chắc chắn sẽ không được lựa chọn. Ở một vị thế cao như vậy, nhưng ông Matt lại rất thân thiện và vui vẻ. Ông chỉ khá kỹ tính trong công việc, còn thực chất lại là một quý ông rất dễ thương. Ông Matt chủ động bắt tay giới Mỹ Vân. Hân hạnh được gặp cô, tôi thực sự đã ao ước được gặp nhà thiết kế của Hoa Đêm từ rất lâu rồi. Ông Mát giao tiếp với cô bằng tiếng Anh. Trương Đạo và Minh Luân sợ so rằng cô không hiểu, đang định phiên dịch cho cô, thì cô cũng đã vui vẻ và đáp lại bằng tiếng Anh vô cùng lưu loát. Sức cảm ơn ông đã dành tình cảm cho Hoa Đêm. Đây là bộ sưu tập mà tôi đã dành ra rất nhiều tâm huyết. Thật may, nó đã chạm đến được trái tim của một người yêu cái đẹp như ông. Hai vị sếp đi bên cô cứ phải gọi là bất ngờ đến bật ngửa. Cô không chỉ giỏi tiếng Anh mà nói chuyện cũng rất khéo. Trương Đạo và Minh Luân nhìn nhau, còn muốn hỏi đây có thực là thực tập sinh quê mùa gốc nghếch mà bản thân đã từng gặp vào ngày đầu đến công ty hay không. Cuộc gặp gỡ thuận lợi hơn mong đợi hai người sếp thậm chí chẳng phải nói gì nhiều. vì ông Mát và Mỹ Vân đã thảo luận hết cả 3 phần tư thời gian cuộc họp. Hợp đồng thuận lợi ký xong, nét hạnh phúc nở bừng trên gương mặt của Trương Đạo. Anh có hơi cảm thấy hối hận khi ban đầu còn định đuổi Mỹ Vân đi. Nếu như ngày đầu mà anh đuổi cô ấy đi thì đã đánh mất một nhân tài. Sau cuộc họp, cả ba lên xe quay trở về TTF. Hai người đàn ông im thình thích lâu lâu lại nhìn qua rồi đá mắt qua mỹ vân thăm dò không khí trong xe im ắng đến lạ thường một lúc sau mỹ vân cảm thấy có điều gì đó bất thường cho nên lên tiếng không biết tôi đã làm gì sai à sao các anh cứ nhìn tôi như vậy trương đạo và minh luân nhìn nhau hai người cùng có một câu hỏi cùng một đáp án vậy nên dĩ nhiên là minh luân sẽ trả lời thay cho trương đạo mình lường đáp. À không có gì đâu, chúng tôi thực sự vẫn chưa hết bất ngờ về khả năng của cô đó. Cô Mỹ Vân giao tiếp tiếng Anh rất tốt. Mỹ Vân cười dịu dàng, Que ngại dán lại mái tóc, vừa rơi qua dành tay. Các anh quá khen rồi, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai bắt buộc ở trường học của tôi, cho nên tôi cũng nói được một chút. Tôi còn tưởng mình đã nói năng sai, khiến cho các anh phải phật lòng. Minh Luân hồ hởi nói Sao mà Phật lòng được Có nhân viên giỏi như cô Mỹ Vân Lãnh đạo đáng ra Phải có thưởng đó chứ Đúng không xếp đạo Mình luận cáo già Nhìn qua Trương Đạo Đang đánh trống lãng Nhìn ra ngoài ô cửa sổ Trương Đạo nhất thời lúng túng Anh ta đáp Cô Mỹ Vân có muốn công ty thưởng thêm gì không? Dạ không đâu, Tôi chỉ làm việc theo đúng bổn phận của mình Cho nên không cần giám đốc phải khen thưởng đâu ạ à. Nhưng mà ban lãnh đạo Mời cô một bữa cơm trưa Thì chắc cô không từ chối đâu nhỉ Minh Luân nhanh miệng nói thêm Đá mắt sang Trương Đạo Tỏ ý mình thật là nhanh trí Trương Đạo tròn mắt nhìn Minh Luân Ai mượn anh ấy tài lanh mời cơm trưa thế không biết Minh Luân chỉ nhoảng miệng cười Vì đã trêu được cậu em thêm một vố không phải vì trương đạo tiếc với mỹ vân một bữa cơm mà là vì anh sợ anh và cô cứ tiếp xúc nhiều với nhau chắc hẳn sẽ nảy sinh thêm nhiều tình cảm mà sự nảy sinh đó chắc chắn chỉ là từ một phía mà thôi nhớ đến bữa cơm đầu tiên của anh và mỹ vân nó không được tốt cho lắm cô vừa ngốc nghếch là vừa hậu đầu chẳng biết hôm nay đưa cô đi ăn nhà hàng thì còn chốc thêm sự xấu hổ nào nữa đây cô gái này cái gì cũng tốt chỉ là không giống con gái cho lắm nói sau cũng khó mà hiểu được rời khỏi trụ sở smu thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa cho nên việc cả ba đi ăn với nhau lại rất hợp lý trên bàn ăn sếp đạo vẫn giữ nét lạnh lùng ít nói của bản thân chỉ tập trung vào đồ ăn mà thôi còn minh luân thì vui vẻ tiếp chuyện với mỹ vân hỏi hàng cô về trường mà cô đã theo học Tôi... tôi 4 năm học quản trị kinh doanh tại Đại học Bách Khoa, sau đó mới theo thiết kế thời trang. Mỹ Vân hơi dài dạc khi trả lời câu hỏi của Minh Luân. Dù chẳng có gì, nhưng cô dáng sợ có sơ hở đâu đó khiến cho Trương Đạo nghi ngờ vì cô đã bám theo anh trong suốt bao nhiêu năm. Cũng may thông tin mới này không khiến cho anh phản ứng bất ngờ lắm. Anh nhìn qua cô. Hơi ngạc nhiên khi cô nói, cô là sinh viên của trường T. Mình lần thì phô trương hơn, anh ấy đáp với tông giọng rất cao. Trường T sao? Vậy là hậu bối của chúng tôi rồi, cả tôi và anh Trương Đạo đều là sinh viên khoa kinh doanh trường T đây. Chà, trường T đúng là cái nồi của những nhân tài. Những người tốt nghiệp trường T đều rất giỏi. Mỹ Vân được ghen, ứng hồng đôi má. Cô cúi đầu thẹn thùng gấp đồ ăn. Trương Đạo thì vẫn chẳng khen thêm một câu nào cả. Ở bên cạnh của cô, sao anh cứ khó tính kiểu gì đó? Bất chợt mình luôn nói. Khi nhìn thấy hai người đang ngồi gấp những mảnh ruộng hành lá từ món nắm xào bơ tỏi. Ủa? Mỹ Vân cũng không ăn được hành lá sao? Cô và sếp đạo giống nhau thật đó. Cô cười cười đáp. À, Tôi không thích mùi hành lá À. Trư đạo lúc này như nhớ ra chuyện gì, liền câu mày quay sang cô và nói. Hôm trước bánh canh có hành, cô vẫn ăn rất ngon kia mà. Thế là xong luôn. Trương Đạo nói xong mới biết mình bị hớ. Cả Mỹ Vân lẫn Minh Luân đều nhìn anh với đôi mắt chất vấn. Mỹ Vân nhìn như muốn nói. Gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đi ăn bánh canh riêng với nhau? mặt minh luân thì biến đổi nhiều tâm trạng hơn. Từ bất ngờ chuyển sang nghi ngờ. Cái điệu cười của anh nó hơi nhầy khiến cho Trương Đạo cảm thấy như bị treo chọc. À, tôi nhớ dầm. Trương Đạo đành chối bừa bằng một câu khá vô dụng. Mặt anh đã đỏ âu, tố cáo việc anh đang dối lòng. Minh Luân thì vẫn nhìn anh kiểu Cha cha, còn đi ăn riêng với phan cuồng. Cậu thật là kỳ lạ đó nha. Mỹ Vân biết, Trương Đạo không muốn người ngoài biết những việc riêng thế, cho nên cô cũng chống cháy cho Trương Đạo. Dạ, chắc là anh nhầm rồi. Em với anh có ăn với nhau khi nào đâu chứ? Dĩ nhiên là Minh Luân chẳng tin tưởng, nhưng anh vẫn ừ cho Mỹ Vân yên tâm. Nói về tô bánh canh hôm đó, bác của Trương Đạo không hành, còn của Mỹ Vân thì toàn là hành. Tuy nhiên, cô không dám chê bai, cũng không dám thổ lộ việc mình ghét hành ngày lần đầu tiên ăn cùng nhau. Hơn nữa, trong mặt anh ấy rất căng, cô cũng không muốn làm anh khó chịu. Thế nên đã cắn răng, nuốt những cọng hành, hăng rình vào miệng với tâm trạng rất vui vẻ. Vâng thưa quý vị, vậy là vừa rồi Tốt Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Người Tình Lãng Quên. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Và phần 5 của bộ truyện này sẽ tiếp tục được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip cơ độc truyện Chi Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.